Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay cô rất vui khi lại được tiếp tục đồng hành cùng với các em trong Tiết học Bộ Môn Giáo dục Công dân lớp 9. Kèm thân mến, cuộc sống mỗi ngày mỗi phát triển, thăng hoa và tiến bộ không ngừng. Sự tiến bộ đó là nhờ vào quá trình lao động và lao động sáng tạo của con người. Cuộc sống sẽ vô nghĩa khi không có lao động. Và chúng ta biết rằng à, lao động là hoạt động quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của xã hội. Vậy thì công dân chúng ta cần phải thực hiện nghĩa vụ lao động như thế nào? Nhà nước cần phải làm gì để đảm bảo chính sách quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Thì cô xin mời các em tìm hiểu tiết thứ hai của bài Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Các em đã chuẩn bị sẵn sàng, sách vở và đồ dùng học tập xong chưa? Cô trò chúng ta cùng bắt đầu học nhé. Tiết học hôm nay của chúng ta, tiết trước cô trò chúng ta đã tìm hiểu được phần lao động và ý nghĩa của lao động. Phần thứ hai, lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân. Thì cô trò chúng ta đã tìm hiểu được quyền lao động và tiết học này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nghĩa vụ lao động và tìm hiểu nội dung thứ ba, chính sách của nhà nước trong việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Trong quá trình tìm hiểu những nội dung còn lại, cô trò chúng mình cũng sẽ cùng nhau làm bài tập và giải quyết tình huống để củng cố cho phần kiến thức lý thuyết và cô vẫn luôn hy vọng rằng các em là những học sinh ngoan, tích cực để cô trò chúng ta có thể hoàn thành tốt nội dung tiết học ngày hôm nay. Và bây giờ, cô xin mời chúng ta tiếp tục của phần nội dung bài học hôm nay, đó chính là tìm hiểu nghĩa vụ lao động của công dân. Trước khi tìm hiểu nghĩa vụ lao động của công dân, cô muốn mời các em theo dõi một đoạn video sau. Từ khi sinh ra, chân phải của bà Bùi Thị Nhị đã không may bị dị tật. Việc đi lại và sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Lấy chồng nhà nghèo, chồng lại mất sớm để lại ba đứa con thơ bà nhị tưởng chừng không thể gắng gượng được để nuôi con nhưng với bản năng của người mẹ cộng với quyết tâm và nghị lực kiên cường bà đã cố gắng để đứng lên lo cho các con được ăn học làm đủ thứ công việc từ mò cua bắt ốc cấy thuê gặt thuê bất cứ ai thuê gì bà làm nấy đôi chân tật nguyền của người phụ nữ nghèo đã trụ vững để gánh cả một gia đình điều đáng quý là mặc dù phải đối diện với vô vàn khó khăn gian khổ nhưng bà chưa bao giờ than thân trách phận hay có tâm lý trông chờ ỉ lại mà luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Cô trò chúng ta vừa theo dõi, đó chính là hình ảnh bà Bùi Thị Nhị ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ngay từ khi mới sinh ra thì bà Nhị đã có đôi chân khuyết tật. Và các em thấy là lấy gia đình nhà nghèo, chồng lại mất sớm, phải nuôi ba con thơ dại. Nhưng bằng sự kiên trì cũng như tình yêu lao động, bà đã cố gắng và nuôi dưỡng các con ăn học đầy đủ. Hai người con gái lớn của bà đã có gia đình. Người con gái út thì tốt nghiệp đại học và đã có công ăn việc làm ổn định. Bà Nhị đã dành dụng chắt chiêu để xây dựng được một ngôi nhà khang trang, sạch đẹp. Một à, cái tấm gương đáng ngưỡng mộ, đáng trân trọng đúng không các em? Tuy nhiên trong cuộc sống của chúng ta, nhiều người lại có sức lao động, nhưng lại ỉ nại, sống dựa dẫm vào người khác. Và sau đây, Cô muốn mời các em theo dõi một đoạn video thứ hai. Người phụ nữ dìu người đàn ông đi khắp các hàng quán trong và ngoài chợ, sau đó ngồi cố định ở ven đường để xin tiền khách vãng lai. Like. Chứng kiến một khối thịt lớn bất thường ở phần bụng, cộng với vẻ mặt nhăn nhó đau đớn đến tội nghiệp của người đàn ông này, khá nhiều người đã không ngần ngại móc hồ bao bố thí. Chỉ trong một giờ đồng hồ, người thanh niên này đã được 76 lượt người cho tiền. Mỗi ngày, chúng tôi bắt gặp thanh niên này đang ngồi nhậu cùng hai người đàn ông khác không còn vẻ mặt đau đớn thay vào đó là sự khoan khoái khi tận hưởng những công viên đầy áp bên bàn nhậu tàn cuộc vui ông ta cũng không còn lấy bước nặng nề một tay ôm bụng như đi xin ăn lúc ban ngày và lạ thay cái bụng chưa đầy bệnh tật giờ đây đã biến mất y thản nhiên leo lên xe thống ba và về nhà nghỉ ngơi để rồi sáng hôm sau lại tiếp tục hành nghề đoạn video trái ngược hình ảnh người phụ nữ tật nguyền vươn lên trong cuộc sống thì người thanh niên này có đầy đủ sức khỏe nhưng lại lười lao động, giả bệnh tật ốm đau để đi xin ăn, sống dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, không thực hiện trách nhiệm lao động của mình. Và một cái hành động đáng khinh bỉ, đáng lên án đúng không các em? Và chúng ta thử hình dung rằng trong cuộc sống của chúng ta có nhiều kẻ lười lao động, sống ỷ lại dựa dẫm như thế thì xã hội sẽ như thế nào? Chắc chắn chúng ta sẽ không tạo ra được của cải vật chất, gia đình không hạnh phúc, xã hội không thể phát triển được, có đúng không các em? Vậy thì qua phân tích hai đoạn video mà cô vừa đưa ra, các em hãy suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi: Vì sao công dân chúng ta lại phải thực hiện nghĩa vụ lao động? Cô tin rằng bằng những kiến thức cô vừa chia sẻ ở trong hai đoạn video cũng như kiến thức thực tế của các em, chắc chắn các em đã đưa được câu trả lời rồi đúng không? Và chúng ta thấy là mỗi chúng ta lao động để nuôi sống bản thân, có trách nhiệm với gia đình, và trách nhiệm với cộng đồng xã hội vậy thì nhà nước chúng ta đã quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân thì cô xin mời các em tìm hiểu nghĩa vụ lao động của công dân được quy định như sau có hai nghĩa vụ thứ nhất các em chú ý mọi công dân có nghĩa vụ lao động để nuôi sống bản thân gia đình góp phần duy trì phát triển đất nước nghĩa vụ thứ hai đó là lao động là nghĩa vụ đối với bản thân đồng thời cũng là nghĩa vụ đối với gia đình, xã hội và đất nước. Đây là một trong nội dung rất quan trọng trong tiết học ngày hôm nay. Các em chú ý ghi chép thật đầy đủ và ghi nhớ để chúng ta thực hiện tốt nghĩa vụ lao động của mình. Và các em thấy là hàng ngày hàng giờ mỗi chúng ta thực hiện tốt cái nghĩa vụ lao động của mình để nuôi sống bản thân, chăm lo no cho gia đình cũng như duy trì sự phát triển của xã hội. Trong thời điểm khi mà cả nước cùng nhau đoàn kết gồng mình để phòng chống dịch bệnh Covid. Thì rất nhiều những y bác sĩ trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh đã hàng ngày hàng giờ không chỉ lao động vì trách nhiệm bản thân mà còn lao động vì trách nhiệm với Tổ quốc. Và rất nhiều những y bác sĩ đã phải hy sinh lợi ích bản thân, hy sinh à gia đình để vì nhiệm vụ, không ai bị bỏ lại phía sau. Và các em thấy là rất nhiều những dòng tâm sự của các y bác sĩ bị cách ly gia đình rất xúc động và sau đây cô xin mời các em theo dõi một đoạn video giới thiệu về à, một cái lời chia sẻ của một bác sĩ trẻ với cô con gái 16 tháng tuổi của mình. Cô xin mời các em cùng theo dõi. Chào hai mẹ con, ba vừa mới kết thúc ca làm việc. Ở đây mọi thứ vẫn ổn. Ba nhớ hai mẹ con. Sau này ba có thể kể cho con nghe về những ngày này, những ngày thật khó tin nhưng là có thật. Mỗi ngày, ba cùng các cô chú đồng nghiệp ở đây đều có rất nhiều việc phải làm Nhưng khi kết thúc tất cả công việc Mọi người cũng chỉ nói về những chuyện vui Không ai nói về sự mệt mỏi hay lo lắng Tất cả chỉ cố gắng tiếp tục làm tốt nhất công việc của mình Con biết để làm gì không Chen Xi Để những cô chú bị ốm sẽ được quay trở lại cười nói thật khỏe mạnh Cuộc sống này dù thế nào cũng sẽ vẫn tiếp diễn Con và mẹ cũng thật khỏe mạnh Chờ ba về nhé những dòng chia sẻ của bác sĩ Cường thật xúc động, lay động đến hàng triệu trái tim mỗi con người Việt Nam. Và các em thấy là cô cũng như tất cả chúng ta mong rằng dịch bệnh Covid sẽ sớm chấm dứt để bác sĩ Cường được trở về với gia đình, được vui vầy với đứa con thơ. Cô cũng như tất cả chúng ta được trở về với cuộc sống bình thường, hạnh phúc, đúng không các em? Vậy thì nhà nước chúng ta đã có chính sách như thế nào để tạo điều kiện cho người lao động và người sử dụng lao động thì cô xin mời các em tìm hiểu sang nội dung thứ ba chính sách của nhà nước để đảm bảo quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Trước khi tìm hiểu chính sách của nhà nước, cô muốn các em theo dõi một số hình ảnh mà cô đưa ra sau đây. Cô đưa ra bốn hình ảnh. À, các em hãy quan sát các hình ảnh mà cô đưa ra, suy nghĩ, đọc tên các hoạt động ở trong mỗi bức ảnh. Cô nghĩ là dễ với các em đúng không? Đây là những hình ảnh hết sức quen thuộc. Đúng nhỉ ở à, bức ảnh thứ nhất đó chính là hình ảnh sản xuất hàng may mặc hình ảnh thứ hai đây là hình ảnh học nghề sửa chữa xe máy của một trung tâm dạy nghề bức ảnh thứ ba à, đây là hình ảnh làng nghề truyền thống đan đó ở xã thủ sĩ huyện tiên nữ tỉnh hưng yên và bức ảnh thứ tư đó chính là hình ảnh trao đổi hàng hóa mua bán cam ở hưng yên đấy các em ạ vậy thì à, tất cả bốn cái bức ảnh cô đưa ra là bốn hoạt động khác nhau và bốn hoạt động này đều chỉ những hoạt động sản xuất kinh doanh này, à học nghề này, dạy nghề và tạo công ăn việc làm của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Vậy thì tất cả những hoạt động này được nhà nước chúng ta tạo điều kiện và khuyến khích. Vậy thì nhà nước có chính sách như thế nào để đảm bảo quyền và nghĩa vụ lao động của công dân cũng như người sản xuất kinh doanh? Thì cô xin mời các em tìm hiểu các chính sách của nhà nước như sau. Chính sách thứ nhất đó là khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đầu tư sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động. Chính sách thứ hai đó chính là các hoạt động tạo việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề, học nghề, sản xuất kinh doanh thu hút lao động đều được nhà nước khuyến khích tạo điều kiện. Và đây là hai cái chính sách hết sức ưu việt của nhà nước ta trong việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ lao động của người lao động cũng như người à, sản xuất kinh doanh. Và các em thấy là những chính sách này ở địa phương chúng ta, cụ thể ở Hưng Yên thì như thế nào? Thì cô lại muốn các em theo dõi một số hình ảnh mà cô đưa ra sau đây. kem về lắm chắc cho cô những kiến thức này nhé và ghi chép thật đầy đủ để chúng ta hiểu được những chính sách của nhà nước. Và sau đây thì các em hãy theo dõi một số hình ảnh À, về hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như dạy nghề ở Hưng Yên, cô xin đưa ra hình ảnh thứ nhất, đây chính là một cái trung tâm dạy nghề may công nghiệp của một trường phục hồi chức năng ở huyện Khói Châu. thì để đảm bảo cho những trung tâm dạy nghề như thế này, thì ở Hưng Yên chúng ta đã có chính sách gì? ví dụ như là miễn thuế cho những trung tâm dạy nghề này, người học nghề thì sẽ được miễn học phí và sau khi tốt nghiệp khóa học thì được à, giới thiệu việc làm miễn phí đấy các em ạ. Còn bức ảnh thứ hai, cô muốn chia sẻ với các em. Đây chính là hình ảnh à ngân hàng cho vay vốn và hỗ trợ vốn. Thì để khuyến khích những người lao động cũng như người sản xuất kinh doanh thì ở nghiên chúng ta có những chính sách như là à hỗ trợ vay vốn cho học sinh sinh viên nghèo khi tham gia học tập để các bạn ấy có cơ hội tìm kiếm việc làm. Hay đối những hộ sản xuất kinh doanh thì sẽ được vay vốn, hỗ trợ vốn để giúp cho tạo công ăn việc làm tăng thu nhập, làm giàu cho chính họ cũng như làm giàu cho quê hương đất nước. Bức ảnh thứ ba cô xin giới thiệu đó chính là hình ảnh vùng trồng vải lai chín sớm ở xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, quê hương của cô đấy. Và các em thấy là để khuyến khích những người nông dân tạo ra những vùng sản xuất chuyên canh như thế này thì có rất nhiều những chính sách như là à, chính sách hỗ trợ về vốn này, thế rồi hỗ trợ về khoa học kỹ thuật để giúp người nông dân có thể tạo ra những vườn vải nai chín sớm, đảm bảo theo công nghệ Việt Gáp À, cung ứng ra thị trường trong nước cũng như là hướng đến xuất khẩu. Bức ảnh thứ tư, cô mới giới thiệu với các em đây là hình ảnh một công ty may. Với những cái cơ sở sản xuất kinh doanh vừa mới đầu tư vào Hưng Yên, thì à, Hưng Yên có rất nhiều những chính sách ưu đãi. Ví dụ như là à, hỗ trợ vay vốn cho những doanh nghiệp này. Thế rồi à, hỗ trợ về vấn đề thuê nhà xưởng để giúp các cái cơ sở sản xuất kinh doanh, các nhà máy này làm ăn phát đạt, tạo công an việc làm, tăng thu nhập cho người lao động ở địa phương. Và đặc biệt trong thời điểm phòng chống dịch bệnh COVID thì kem thấy là rất nhiều người lao động đã bị mất việc làm. Các cơ sở sản xuất kinh doanh thì phải đóng cửa vì không có nguyên liệu. Thì để hỗ trợ cho người lao động cũng như à, những người sản xuất kinh doanh thì ở Hưng Yên nói riêng cũng như trong cả nước nói chung đã có nhiều cái chính sách ví dụ như là với người lao động thì hỗ trợ cái tiền trợ cấp thất nghiệp này. Thế rồi đối với cả những cái cơ sở sản xuất kinh doanh thì sẽ giúp họ bằng việc là gì? À giảm cái lãi suất về vay này. Thế rồi là à giảm mức thuế để giúp cho các doanh nghiệp cũng như người lao động có thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn trong thời điểm phòng chống dịch bệnh Covid. Và tất cả những chính sách này thì đều được quy định rất rõ trong bộ luật lao động sau đây cô xin giới thiệu với các em một tư liệu tham khảo như sau. Đó là ở điều 4 Bộ luật Lao động năm 2019 thì có quy định ở khoản 1 như sau: Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, quản lý lao động đúng pháp luật, dân chủ, công bằng, văn minh và nâng cao trách nhiệm xã hội. Và điều này được quy định rất rõ trong Bộ luật Lao động năm 2019. Và các em thấy là à, để tìm hiểu thêm những cái quyền lợi cũng như nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động thì cô muốn các em về nhà chúng ta đọc và tìm hiểu thêm trong cuốn Bộ luật lao động để các em hiểu kỹ hơn. Và các em thấy là để đảm bảo quyền lợi cho người lao động cũng như người sử dụng lao động thì Bộ luật lao động đã à, có những quy định hết sức cụ thể này. À, rõ ràng và nghiêm khắc để bảo đảm. Và một trong những nội dung quan trọng cho Bộ luật lao động đó chính là hợp đồng lao động. Vậy hợp đồng lao động là gì? Có những loại hợp đồng lao động nào thì cô muốn chia sẻ với chúng ta về hợp đồng lao động. Trước khi tìm hiểu hợp đồng lao động là gì thì cô muốn mời các em theo dõi và giải quyết với cô một tình huống sau đây. Các em chú ý theo dõi tình huống mà cô đưa ra nhé. Sau khi thỏa thuận ký kết với công ty trách nhiệm Hoàng Long về công việc, tiền công, thời gian lao động và các điều kiện khác, chị ba đã được nhận vào công ty. Làm việc được hơn một tháng, thấy có lời khác công việc cũng như thế, nhưng trả công cao hơn. Chị đã tự ý thôi việc mà không báo trước cho giám đốc công ty. Vậy thì theo dõi tình huống này và các em sẽ giải quyết trả lời cho cô hai câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, bản cam kết giữa chị ba và giám đốc công ty trách nhiệm Hoàng Long thỏa thuận về vấn đề gì? Câu hỏi số 2 Chị ba tự ý thôi việc Có được không? Và vì sao? Kèm theo dõi thật kỹ tình huống mà cô đưa ra Cộng với kiến thức thực tế Để các em đưa ra một câu trả lời đúng nhất nhé Và sau đây để giúp đỡ các em Thì cô sẽ gợi ý như sau Với câu hỏi thứ nhất Thì chị ba à, ký cam kết với công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long Về các vấn đề gì? thì cô xin đưa ra ba vấn đề mà bản cam kết đó đã thực hiện. Thứ nhất là công việc phải làm. Thứ hai là thời gian lao động. Và thứ ba đó là cam kết về tiền lương. Câu hỏi số 2 trong tình huống mà cô đặt ra đó là chị ba có tự ý nghỉ việc được không? Và vì sao? Thì cô có thể khẳng định với các em rằng chị ba không thể tự ý nghỉ việc được. Vì sao? À vì hai sau đây. Lý do thứ nhất là bản cam kết trong điều khoản của chị Ba với bản hợp đồng lao động đã có cam kết về thời gian lao động. Thứ hai, là vì một lý do nào đó mà chị Ba tự ý nghỉ việc thì chị Ba phải báo trước cho công ty. Và khi nào mà công ty sắp xếp được người thay thế cho chị ấy thì lúc bấy giờ chị Ba mới gì? Có thể nghỉ việc được. Và quay lại tình huống thì các em hiểu được là gì? À trong trường hợp chị Ba mới lao động ở trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng nông có hơn một tháng và khi mà thấy được một công ty khác công việc cũng như thế trả mức lương cao hơn trên chị ba đã tự ý thôi việc và rõ ràng trong tình huống này thì chị ba đã vi phạm vào hợp đồng lao động rồi các em ạ vậy thì hợp đồng lao động là gì và có những loại hợp đồng lao động nào thì cô xin chia sẻ với các em về hợp đồng lao động à, đây là một trong những khái niệm khá là mới mẻ và khó đấy các em ạ cho nên cô mong là các em ghi chép thật đầy đủ và lắm chắc cho cô phần khái niệm này nhé. Hợp đồng lao động là bản thỏa thuận giữa người lao động với người sử dụng lao động về. Thứ nhất, công việc phải làm, điều kiện lao động, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tiền lương, địa điểm làm việc, bảo hiểm xã hội. Cái ý thỏa thuận thứ hai đó là thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong lao động. Và điều này được quy định rất rõ ở điều 13 trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019. Và cô xin giới thiệu đây là một bản hợp đồng lao động để cai mạng. Vậy thì à, trong Bộ Luật Lao động đã quy định hợp đồng lao động có những loại nào? Thì cô xin chia sẻ với chúng ta ba cái loại hợp đồng lao động sau đây. Các em ghi nhớ thật kỹ cho cô nhé. Loại hợp đồng thứ nhất đó chính là hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Là cái loại hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng thì người ta gọi đấy là hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Loại thứ hai, đó là loại hợp đồng xác định về thời hạn. Tức là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định được thời hạn, thời điểm hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, tức là từ 1 năm đến 3 năm. Loại hợp đồng thứ ba, các em cần nắm chắc cho cô, đó chính là hợp đồng theo mùa vụ hoặc là theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng và đây là ba loại hợp đồng được quy định trong bộ luật lao động Kem cần nắm chắc cho cô để sau này khi tham gia lao động và ký hợp đồng lao động Kem mới thực hiện đúng được những quy định của pháp luật về việc đảm bảo quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mình khi tham gia lao động kem nhé cô xin giới thiệu với các em một bản hợp đồng lao động mẫu sau đây À đây là một bản hợp đồng lao động mẫu trong bản hợp đồng lao động mẫu thì bao giờ cũng có một bên bên a đó chính là người sử dụng lao động bên b là người lao động và trong bản hợp đồng sẽ có các điều khoản các em ạ ví dụ ở đây điều khoản thứ nhất là thời hạn và công việc lao động điều khoản thứ hai đó là tiền công lao động và ngoài ra thì trong bản hợp đồng này sẽ còn có các điều khoản khác ví dụ như là quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động và tất cả những điều này thì được quy định rất rõ trong Bộ Luật Lao Động năm 2019 có hiệu lực chính thức từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 mà tiết trước cô đã giới thiệu với các em rồi. Và sau đây các em hãy theo dõi một bản hợp đồng mà cô muốn giới thiệu với các em. Đây chính là bản đồng hợp đồng của huấn luyện viên Bắc Hang Seo tiếp tục dẫn dắt đội tuyển bóng đá Lam Việt Nam trong 3 năm tiếp theo. Và chúng ta hy vọng rằng với cương vị là một huấn luyện viên trưởng thì ông Park Hang-seo sẽ giúp các cầu thủ của chúng ta tỏa sáng Và đem lại niềm vinh quang cho Tổ quốc Và các em thấy là trong cuộc sống hàng ngày Thì đại đa số người lao động và người sử dụng lao động Đã thực hiện tốt cái hợp đồng lao động Nhưng tuy nhiên thì trong thực tế cuộc sống Vẫn có những người lao động và người sử dụng lao động Không thực hiện hợp đồng lao động Và dẫn đến rất nhiều các hệ lụy các em ạ Hệ lụy như là gì? À, lạm dụng sức lao động này hệ lụy về cưỡng mức lao động này, hệ lụy về hành hạ, đánh đập, ngược đãi người lao động. Đặc biệt, người lao động là trẻ em đấy. Vậy thì à, trong bài hôm nay, cô giới thiệu với chúng ta một trong những câu chuyện buồn về việc sử lộng, dụng lao động, ngược đãi người lao động là trẻ em. Cô xin mời các em cùng theo dõi. Sùng Văn Sinh, 12 tuổi, sinh ra trong một gia đình có 7 người con, tại thôn Ea Lang, xã Cư Pui, huyện Rồng Bông, tỉnh Đắk Lắk. Do cái nghèo đeo bám quanh năm nên khi được một người quen giới thiệu xuống thành phố Hồ Chí Minh làm việc với mức lương 13 triệu đồng một năm và thưởng thêm 2 triệu về quê ăn Tết, gia đình đã cho em nghỉ học để đi làm thuê. Tuy nhiên, không như những gì người quen giới thiệu, mỗi ngày hai em phải phụ việc cho cơ sở may hơn 10 tiếng đồng hồ mới được nghỉ Không những vậy, các em còn phải phụ thêm nhiều công việc nhà của gia chủ. Đỉnh điểm trong một lần không làm theo ý chủ, sinh đã bị đánh đập dã man và bị người đàn ông này lấy dao để vào cổ dọa nạt. Theo dõi đoạn video, ai ai trong chúng ta cũng vô cùng rót ra về hình những đứa trẻ phải lao động vất vả, lại bị hành hạ, ngược đãi, đúng không các em? Và các em thấy là quan sát vào đây có thấy là các em ấy cũng bằng trạc tuổi các em thôi. Trong khi các em được học tập, được bao bọc bởi gia đình, bởi xã hội, thì các bạn ấy phải vất vả mưu sinh, phải lao động, bị à đánh đập, hành hạ, đau đớn cả về thể xác và tâm hồn. Vậy tất cả những hành vi này đều là những hành vi chúng ta đáng lên án và sẽ bị pháp luật trừng trị một cách nghiêm minh. Vậy thì pháp luật của chúng ta đã quy định như thế nào về việc sử dụng người lao động cũng như đặc biệt là đối với lao động là trẻ em thì cô xin giới thiệu nhanh với các em những quy định của nhà nước ta về việc sử dụng người lao động đặc biệt trong đó lao động là trẻ em quy định thứ nhất đó chính là cấm nhận trẻ em dưới 15 tuổi và làm việc quy định thứ hai cấm sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm những công việc lặng nhọc nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại. Quy định thứ ba là cấm lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi. Và quy định thứ tư đó chính là cấm cưỡng bức ngược đãi người lao động. Và dựa vào những quy định này thì cái đoạn video mà cô vừa đưa ra ấy, cái người sử dụng lao động đấy hoàn toàn đã vi phạm vào những quy định của nhà nước trong việc sử dụng lao động nhất là lao động trẻ em. Và đây là một trong nội dung mà chúng ta hướng dẫn tự học để phù hợp với nội dung à dạy học theo cái thời điểm mà chúng ta nghỉ học vì dịch bệnh Covid. Cho nên cô giới thiệu nhanh như vậy. Các em sẽ về nhà tìm hiểu thêm trong sách giáo khoa, đọc thêm trong bộ luật lao động để các em nắm chắc được những quy định của nhà nước ta trong việc sử dụng à lao động cũng như với người lao động là trẻ em các em nhé. Vậy là tiết học ngày hôm nay, cô trò chúng mình đã hoàn thành bài quyền và nghĩa vụ lao động rồi đấy. Tiết học trước chúng ta đã tìm hiểu được lao động và ý nghĩa của lao động. Tìm hiểu được phần lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân. Chúng ta đã tìm hiểu được quyền lao động của công dân. Tiết này các em cần nắm được cho cô hai cái nghĩa vụ lao động mà công dân chúng ta cần phải thực hiện. Đó là lao động để nuôi sống bản thân, góp phần duy trì và phát triển đất nước. Thứ hai, lao động là nghĩa vụ đối với bản thân, đối với gia đình, cũng như xã hội và nội dung thứ ba cô trò chúng mình đã hoàn thành được đó chính là chính sách của nhà nước trong việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ lao động của công dân thì kem cần nắm được cho cô hai chính sách thứ nhất đó là nhà nước chúng ta khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước sản xuất kinh doanh giải quyết việc làm cho người lao động chính sách thứ hai đó chính là các hoạt động tạo ra việc làm tự tạo việc làm, học nghề, dạy nghề đều được nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện. Đây là ba nội dung hết sức quan trọng, cần thiết. Kèm cần nắm chắc cho cô để các em có thể hoàn thành các bài tập, đặc biệt là các bài tập trắc nghiệm trong kỳ thi vào trung học phổ thông sắp tới. Vậy thì để củng cố cho phần kiến thức lý thuyết mới mà chúng ta vừa tìm hiểu, thì cô trò chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung bài tập và để thưởng cho tinh thần học tập rất tích cực của các em, cô sẽ tặng các em một trò chơi. Các em thích bóng đá đúng không? Cô sẽ tặng cho các em trò chơi đá luân lưu. Thể lệ của trò chơi như sau: à, mỗi một câu hỏi mà cô đưa ra tương ứng với các đáp án. Khi chúng ta lựa chọn đáp án đúng, tức là chúng ta đã ghi được một bàn thắng vào lưới. Các em đã sẵn sàng tham gia trò chơi cùng với cô chưa? Cô trò chúng ta cùng bắt đầu nhé. Câu hỏi thứ nhất. Hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm được gọi là A. Học nghề B. Việc làm C. Cải tạo D. Hướng nghiệp Kèm suy nghĩ xem hoạt động nào tạo ra việc làm mà không bị pháp luật cấm À, chắc chắn đó chính là hoạt động việc làm và phương án B Chúng ta thử xem à, Chúc mừng các em đã ghi được bàn thắng Và đáp án B chính là đáp án đúng Chúng ta tiếp tục câu hỏi số 2 các em chú ý nhé. Sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm, có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động được gọi là đáp án A, cam kết trách nhiệm. Đáp án B, hợp đồng kinh doanh. Đáp án C, hợp đồng lao động. Và đáp án D, thỏa thuận lao động. Các em chú ý đây chính là một khái niệm mà cô vừa chia sẻ ở phần đầu đấy. Các em thử xem đó là khái niệm gì? À, chắc chắn đó chính là khái niệm về hợp đồng lao động và phương án C chính là phương án đúng và chúc mừng các em đã ghi được bàn thắng thứ hai, xin chúc mừng. Chúng ta sẽ tiếp tục câu hỏi số 3. Người lao động có nghĩa vụ Phương án thứ nhất: Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động. Phương án thứ hai: Tuân theo sự phân công, điều động của cấp trên. Phương án thứ ba: Không được nghỉ chế độ khi cơ sở lao động đang nhiều việc và phương án cuối cùng làm việc trong điều kiện không đảm bảo an toàn do đặc thù công việc kèm suy nghĩ thật kỹ cho cô xem trong những hành vi nào thì hành vi nào là hành vi mà người lao động thực hiện nghĩa vụ của mình à chắc chắn sẽ là chấp hành kỷ luật lao động và nội quy lao động chúng ta thử chọn phương án a xem có đúng không nhé à xin chúc mừng các em vì câu trả lời đã đúng và chúng ta đã ghi được bàn thắng thứ ba vào lưới câu hỏi tiếp theo này chúng ta lại chú ý cùng với cô Hành vi nào dưới đây của người lao động vi phạm pháp luật? Đáp án A, tự ý nghỉ việc mà không báo trước. Đáp án B, yêu cầu được ký hợp đồng lao động. Phương án C, nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp, yêu cầu và phương án D, yêu cầu được đóng bảo hiểm xã hội. Vậy thì à, trong bốn hành vi mà cô đưa ra thì theo các em, hành vi nào người lao động chúng ta đã vi phạm vào à quy định của pháp luật? nếu như à, tích hợp với phần cô giới thiệu ở phần trên thì chắc chắn tự ý nghỉ việc và không báo trước là một hành vi đã vi phạm pháp luật vậy chúng ta thử kiểm tra xem phương án a có phải là phương án đúng không nhé à, xin chúc mừng các em đã à, ghi bàn thắng thứ tư đúng nhờ vậy là còn rất nhiều các bài tập và các phương án các câu hỏi mà các em muốn ghi vào lưới ngày hôm nay nhưng vì thời gian cho tiết học không có nhiều cho nên cô chỉ đưa ra một số các câu hỏi. Các em về nhà siêu tầm và tìm hiểu thêm để các em làm nhé. Và trong bài tập này thì trò chơi mà cô đưa ra củng cố cho chúng ta được nghĩa vụ lao động là gì, hợp đồng lao động ra sao và công dân chúng ta phải có những việc làm nào để thể hiện, à, thực hiện đúng những quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động. Và về nhà các em làm có gì khó khăn thắc mắc, các em cứ chia sẻ với các thầy cô dạy bộ môn giáo dục công dân ở nhà trường các em nhé. Và trong bài học ngày hôm nay thì cô rất tâm đắc một câu. Đó là mỗi sáng thức dậy, bạn có hai lựa chọn. Ngủ tiếp với những giấc mơ, hai, thức dậy và thực hiện ước mơ, lựa chọn là ở bạn. Không biết là các em lựa chọn cách nào, nhưng với cô thì chắc chắn chúng ta sẽ lựa chọn thức dậy và thực hiện ước mơ là lựa chọn của chúng ta và với các em là học sinh thì học tập cũng chính là một hình thức lao động đấy các em hãy cố gắng học tập tu dưỡng rèn luyện của mình để sớm đạt được ước mơ mà các em đã dự định các em nhé cô chúc ước mơ của các em sẽ trở thành hiện thực và các em ạ trong cái lời trăng chối của người cha trước khi từ giã trần gian đã nhắc nhở các con rằng các con hãy yêu lao động bởi vì chỉ có lao động các con mới có thể tìm thấy được kho vàng dưới lòng đất và lao động là vàng đấy. Và nội dung những lời chia sẻ ấy chính là người cha trong bài thơ Lão Lông và các con của nhà thơ La Phong Ten. Sau đây cô xin mời các em theo dõi một đoạn của bài thơ. Bố chết, các con cùng gắng gỗ, lật tung đồng đây đó khắp nơi, kỹ càng công việc xong xuôi, cuối năm lúa tốt bời bời bội thu vàng với bạc dấu mô chẳng thấy rõ ràng ông bố ấy khôn ngoan trước khi tử giã trần gian lấy câu lao động là vàng dạy con lời bài thơ như nhắc nhở cô trò chúng ta hãy yêu lao động trân trọng giá trị lao động và thực hiện tốt nghĩa vụ lao động của mình để chăm lo no cho gia đình cho bản thân cũng như làm giàu cho quê hương đất nước kết thúc tiết học ngày hôm nay Cô muốn các em thực hiện cho cô một số nhiệm vụ sau đây. Nhiệm vụ thứ nhất là trường em có tổ chức ngày hội tư vấn nghề nghiệp. Các em và các bạn lên kế hoạch tự làm các vật dụng hàng ngày để bán hàng gây quỹ ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Câu hỏi thứ hai cũng rất thú vị nhé, là em hãy kể lại một tấm gương lao động chăm chỉ mà em biết. Em học tập được gì từ tấm gương đó? Nhiệm vụ thứ ba mà các em thực hiện cho cô đó là tiếp tục tìm hiểu bộ luật lao động năm 2019 trong thư viện nhà trường để các em hiểu hơn về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân cũng như thực hiện tốt hợp đồng lao động và đặc biệt là chuẩn bị cho tiết sau để chúng ta tìm hiểu xem à có những loại vi phạm pháp luật là gì và chúng ta cần phải làm gì để thực hiện tốt những quy định của nhà nước. Tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi cô xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của các em xin chào và hẹn gặp lại